Hello anh em mình nha. Chiều hôm nay em Thịnh mình sẽ lên sóng và giới thiệu cho anh em mình xem một số mẫu. Đó, tầm 100, 200, 300, 400. Có cho anh em mình nợ lại, có cho anh em mình đổi xe, cọc xe tốt tốt lấy nè. Cho nợ lên 10 triệu cho đến 50 triệu, không lấy lãi, cho nợ không lấy lãi nha, không lấy lãi nha. Anh em qua xem xe tầm xe từ 100 hay 300 thì cho nợ 10 triệu, 20, 30 ha. Xe lớn tiền thì là 50, 60. Đó, em mời anh em mình đi thuê em một vòng để cùng với em nắm giá hơn nha. Thì em đầu tiên muốn quay với anh em mình là xe tải nè. 1 tấn. Đó. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh, màn hình Android, kính bấm trợ lực nhẹ tay luôn. Để cho anh em mình 126 triệu. Đời 2018 anh chị nha. 2018. Đó, 4 máy nha anh chị ha. Cực kỳ mới, hùng kèo mũi bạc nha. Chỉ có nhiêu đâu, giá cực kỳ rẻ, có 120 mấy triệu à. Còn cho nợ nữa, đương 100 triệu lấy xe về. Innova G siêu cọp luôn, ghế nỉ rin luôn chị, túp ly nỉ rin luôn. Nguyên con, còn chất lượng cực kỳ luôn, 2.6 một chủ luôn, bao hồ sơ luôn, 220 triệu. Đưa 200 triệu cho lấy xe về luôn anh chị nha. Cực kỳ đẹp và sáng luôn anh chị nha. Rất là sáng xe và đẹp nha. Rồi kế đây có con Camry đầu đạn 2.2, bản đủ ABS, túi khí đầy đủ, mua về sẵn đi. Để anh em mình xe này 160 triệu. Bản đủ anh chị nha. Nó sẽ có túi khí và ABS, dòng này chạy cực kỳ xuống ở bền nha. Rồi Laser 90 mấy triệu đang chờ đăng kiểm mà bữa giờ chưa kiểm xong anh em nha. Bị cái đèn nó bị hơi tối nè. Xe này để cho anh em mình 95 triệu, Laser 2.2. Laser 2000 thì có 7 mấy triệu thôi, xe này có khách cọc rồi anh em nha. Cũng đang chờ đăng kiểm nè. Đó, xe này đang chờ tăng cái đèn gì đăng kiểm với đổi cái vỏ. Đó, ở đây có Highlander máy dầu nữa anh chị, số tự động máy dầu trục bô bánh treo bản đủ 185 triệu, giảm cho anh em mình 180 triệu nha. Captiva 7 chỗ đời 2007, 7 chỗ ngồi, phom dáng cực kỳ đẹp và sáng xe nha anh chị nha. Để cho anh chị mình xe này 170 triệu. Jolly đời 2004, bếp phun bản đủ 7 chỗ ngồi, hai dàn lạnh, để cho anh em mình 126 triệu. Ghế rất là đẹp, dàn ghế, dàn sàn, dàn đồng rất là ư là ok, keo chỉ nguyên bản ha. Đó, rồi ở đây có Nissan Sunny đời 2016 gia đình đang đi, máy số gầm còn êm, để anh chị mình 220. Ở đây có con i10 bản đủ nút đời startup, ABS túi khí, phom dáng dài, để này mình 205 triệu. Corolla này cọc rồi, Corolla cọc rồi. Ở đây có con bán tải Hilux nữa nè anh chị, Hilux bán tải chà bá luôn nè anh chị, để cho anh chị mình 202 phích giá xả lỗ cho đây mình 208 luôn. Bản đủ 3.0 hai cầu. Đó. Xe nói chung rất nhiều nè anh em không? Rất là nhiều dòng xe cho anh em mình ha. Anh em qua lựa thoải mái, lái thử vô tư, nơi giao lưu và trao đổi với bà con. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em đi, để anh em mình cập nhật được nhiều video hơn nha. Rất là nhiều xe luôn anh em không? Morning số tự động đời 2009, đăng ký 2.10, số tự động, xe cộp gia đình 170 triệu. Kia Rio 2012 xe nhập, cửa sổ trời số tự động, để anh em mình xe này là 280 triệu. Nhập anh chị nha, hatchback nha. Vinger 7 chỗ, xe đẹp, máy gầm ngon, sơn si ok, xe gia đình, hai dàn lạnh, ABS túi khí đầy đủ luôn. Để anh em mình xe này 195 triệu. Seabus 2018 xe đẹp gia đình, để cho anh em mình xe này 186 triệu, gia đình 2018 máy 1.2 anh em nha. Xe đẹp lắm. Đó. Aquel mình còn một cặp luôn, 2017, 2016. Động cơ máy 1.5 xe gia đình, ghế nỉ rin còn, có màn hình Android luôn, để anh em mình 185 triệu. Karen mình còn một cặp luôn. Karen đời 2010, 2011, bản full cửa nóc số tự động gia đình, để anh em mình 265 triệu. Và một xe đời 2009 cũng bản full cửa nóc 2.0 như vậy mà màu vàng cát, thì để anh em mình 239 triệu ha. Innova số tự động nha anh chị nha, số tự động bản full, số tự động giá rẻ thị trường 100 triệu luôn, để anh em mình 430 triệu, 7 chỗ ngồi, 2016. Nissan Teana đăng ký lăn bánh 2011, dòng này nhập Đài Loan chạy cực kỳ sướng luôn. Để cho anh em mình xe này chỉ có nhiêu đâu, 220 triệu ha. Đó. Ở đây thì có thêm con bán tải Colorado máy dầu đời 2010-2017 nhập Thái Lan, bán tải màu đỏ rất là đẹp, để cho anh em mình xe này với tầm tiền chỉ 325 triệu nha, 325 triệu bán tải ha, anh em qua lựa nha. Ở trong đây thì còn rất là nhiều xe nữa nè anh em ơi, Innova 2010-2009 bản G nữa nè, 2009 bản G đang để cho anh em mình ABS túi khí, để anh em mình 210 triệu nha, đó, 210 triệu. Ở đây có Crew nữa nè, Crew còn nhiều lắm anh em, Crew số sàn, để anh em 210, bao hồ sơ luôn, full đồ chơi luôn. Full mâm, full vỏ, km hiển thị gương gì đó, quá trời luôn á. Anh em qua lựa nha. Vios bản đủ nè, Vios gia đình nè anh chị ha. Bản G đời 2018 nè, 390 triệu nè, số tự động nha. Crew số tự động, xe này mình đang bảo dưỡng cái hang đề xong rồi. Xe này số tự động 2015 đăng ký lăn bánh 2016. Em này thì mẫu mới rồi, mẫu mới được trang bị cửa sổ trời ha. Xe này để cho anh em mình 280 triệu. Và một xe 2014 mẫu cũ không cửa nóc cũng tự động luôn, 275 triệu. Xe bắt này thì có khách cọc anh em ha. Đó, Awell bên đó nữa kìa, Awell nữa kìa.
Nói chung là nhiều lắm anh em ơi, anh em qua lựa đi. Ở đây là một số mẫu xe thôi. Ngoài ra còn rất nhiều ở trong nhà nữa anh em không? Đây có Mazda 3, có Morning nữa nè. Trong nhà còn Accent, Vios, Altis, Crew, Fortuner, Civic, Camry. Đó anh em không? Rất là nhiều dòng xe chờ anh em mình. Anh em qua tham khảo xe Accent lướt nữa nè anh chị nha. Đó, Civic nữa nè, Crew nữa nè, Vios nữa nè, Karen nữa nè. Camry, Karen, ở trong là xe cọc đó anh em ha, ở trong là xe cọc S kép rồi xe cọc ha anh em ha. Đó, anh em qua lựa thoải mái lấy thử vô tư, mình còn bể dưới nữa, còn nhiều lắm. Anh em qua lựa đi. Qua giao lưu trao đổi với em ha. Anh em nào thấy được thì alo cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0833 33 3371 nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng nút đăng ký để cập nhật nhiều video nha. Em cảm ơn nhiều anh em ơi. Chúc anh em mình buổi chiều vui vẻ, thật nhiều sức khỏe nha.